Hoài Linh không chỉ là một danh hài nổi tiếng mà còn được nhiều người biết đến với quyền lực ngầm rất đáng nể trong showbiz Việt. Ngoài việc có cách xê ngất ngưỡng, có tiếng nói với bầu show, Hoài Linh còn là cái tên mà cứ đỡ đầu ai người đó sẽ nổi tiếng. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, dàn con nuôi Hoài Linh mang mỗi số phận khác nhau. Người thì giàu sang khủng khiếp, kẻ tụt dốc không phanh phải bán cà phê, lái xe ôm kiếm sống khiến người hâm mộ không khỏi ngậm ngùi. Hoài Lâm. Trong showbiz Việt, Hoài Linh được mệnh danh là ông bố có nhiều con nuôi nhất. Một trong số những người con nuôi của nam danh hài được nhắc đến khá nhiều trong thời gian qua chính là Hoài Lâm. Hoài Lâm từng được kỳ vọng trở thành ngôi sao lớn khi sở hữu cả ngoại hình lẫn tài năng nổi bật. Bên cạnh đó, anh chàng còn được những nghệ sĩ hàng đầu showbiz như Hoài Linh, Dương Triệu Vũ hay Đàm Vĩnh Hưng nâng đỡ. Hoài Lâm sinh năm 1995 là ca sĩ trẻ bắt đầu nổi danh từ sau khi chiến thắng tại chương trình Gương Mặt Thân Quen. Kể từ năm 2014, anh được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi và nâng đỡ khiến tên tuổi của anh trở nên thăng hoa. Ngay từ năm 19 tuổi, Hoài Lâm đã bắt đầu nổi tiếng. Thế nhưng, việc nổi tiếng bất chợt khiến nam ca sĩ bị ảnh hưởng tâm lý, không thể thích nghi kịp. Hoài Lâm tụt dốc một cách khó hiểu, quyết định giải từ showbiz và cưới vợ sinh con. Vừa qua, vợ chồng Hoài Lâm tuyên bố ly hôn sau 9 năm gắn bó. Dân mạng còn hoang mang hơn khi đoạn clip ghi lại cảnh một người giống Hoài Lâm đi bán cà phê vỉa hè. Trước đó, từng có thời điểm anh chàng chạy xe ôm để cải thiện thu nhập, trải nghiệm cuộc sống. Mới đây, cư dân mạng rộ tin đồn hình ảnh Hoài Lâm đi bán cà phê ở quê. Thời điểm sự nghiệp anh xuống dốc, cha nuôi Hoài Linh cũng từng chia sẻ. Sự nghiệp của Hoài Lâm xuống hay lên là do nó có biết giữ hay không. Việc này không còn nằm trong bàn tay của tôi nữa rồi. Hoài Lâm có vị thế, nó phải tự biết giữ. Tôi đã dặn rồi, Hoài Lâm thích hát nhạc trẻ lắm, nó còn trẻ mà, nên thích mê. Tôi không giận, nhưng nói một hai lần, lần thứ ba không nghe nữa thì thôi, mất công tôi tốn hơi, phải dưỡng chút hơi thở cuối cùng, nói nhiều chi cho mệt. Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho Hoài Lâm khi anh sớm nổi tiếng, nhưng lại trượt dài trong scandal khiến tên tuổi xuống dốc không phanh. Bé Ben. Bé Ben tên thật là Nguyễn Hoàng Quân, sinh năm 2004, cậu bé từng gây sốt nhờ ngoại hình xinh xắn dễ thương. Ngay từ khi mới 4 tuổi, bé Ben đã được Hoài Linh nhận làm con nuôi và nhanh chóng được chú ý. Hơn 10 năm trôi qua, giờ đây bé Ben đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ một ngôi sao nhí, hiện tại bé Ben gây ấn tượng nhờ hình ảnh trẻ trung năng động. Ben đã có rất nhiều thay đổi từ ngoại hình đến tính cách, suy nghĩ về con đường theo đuổi nghệ thuật. Sao nhí giờ đây phát triển sự nghiệp âm nhạc song song với việc học. Phạm Hương. Hẳn nhiều người bất ngờ khi Phạm Hương nằm trong danh sách này. Trên thực tế, nàng hậu nhận Hoài Linh là cha nuôi và được nam danh hài giúp đỡ rất nhiều. Trong số các con nuôi của Hoài Linh, Phạm Hương là người thành đạt, có cuộc sống tốt nhất. Hiện tại, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 đang tận hưởng cuộc sống tại Mỹ bên bạn trai đại gia và con cái. Người đẹp thường xuyên gây sốt về khối tài sản lớn từ nhà sang đến xế hợp hàng tỷ đồng. Ánh Linh. Năm 2016, danh hài Hoài Linh còn nhận đỡ đầu cho một thí sinh của cuộc thi solo cùng Bolero, đó chính là nữ ca sĩ Ánh Linh. Ánh Linh thổ lộ, được Hoài Linh nhận làm con nuôi, cô đã gặp không ít khó khăn. Ba Hoài Linh vừa nhận tôi làm con nuôi, cộng đồng mạng đã rùm beng ngay. Tôi nhận được nhiều comment lẫn tị nạn trong và ngoài nghề. Tôi đơn độc ở Sài Gòn, chưa từng đối mặt với showbiz. Nhìn các nhận xét tiêu cực, tôi chỉ biết khóc. Tin tức nhận xét mỗi ngày khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Những lời nói cay nghiệt cứ ám ảnh mãi trong đầu. Khi tôi đi hát, mọi người sầm xì, tôi là con nuôi của danh hài. Điều này tạo áp lực, khiến tôi mất tập trung, hát không tốt, Ánh Linh nhớ lại. Nhưng sau một khoảng thời gian dài đối mặt, Ánh Linh đã dần vượt qua sức ép dư luận. Cô tự nhủ, làm con của Hoài Linh là điều đáng để cô tự hào, hãnh diện. Một người như ba Hoài Linh trên đời không ai là không mong muốn. Ở nhà, đói thì mẹ cho ăn, đau thì gọi ba, con dựa vào ba mẹ thì rất bình thường. Ông nhận tôi là con thì trong lòng tôi, ông mãi là ba. Và Ánh Linh khẳng định, dù nghệ sĩ Hoài Linh ưu ái cô con gái xinh đẹp trong nhiều hoạt động nghệ thuật, nhưng không phải mọi chuyện chỉ toàn là thuận lợi. Cao Hữu Thiên. Cao Hữu Thiên được chú ý khi tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen năm 2014. Anh được nghệ sĩ Hoài Linh gửi gắm với tư cách là con trai nuôi. Mặc dù có người ba nuôi nổi tiếng, nhưng Cao Hữu Thiên không phát triển sự nghiệp âm nhạc vì giọng hát chưa ấn tượng. Gần đây anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm và bể xương gò má, hiện tại đã qua được nguy kịch. Bạn nghĩ sao về sự thay đổi đến bất ngờ này của những người con nuôi Hoài Linh? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Tuổi Trẻ Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.